Mà xin chào tất cả mọi người nha. Bữa nay thì em thấy có một số anh chị em của chú mình bắt đầu về quê chuẩn bị đón lễ 2 tháng 9 rồi. Bên cạnh đó thì cũng còn anh chị em của chú mình sẽ tiếp tục ở lại làm việc. Thì đại diện cho bên kênh của mình á, em chúc cho anh chị em của chú mình, những ai mà về quê đón Tết á, mình nhiều sức khỏe, vui vẻ nè, mọi người sẽ bình an ha. Còn những anh chị mình đang tiếp tục ở lại làm việc thì công việc của mình thuận lợi, 1-2 ngày nữa thì mình cũng sẽ được nghỉ lễ thôi. Chúc tất cả mọi người luôn thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn bình an trong cuộc sống nha. Cho dù mình về quê hoặc là ở lại làm việc, thì nếu như anh chị em cô chú mình có cùng chung một cái niềm đam mê với lại cá coi á, thông qua video này một lần nữa Nhân muốn truyền tải thông điệp đến tất cả mọi người. Anh chị nào đang chuẩn bị muốn làm hồ hoặc là ở nhà mình có hồ rồi, cá nhát người nằm đáy, nước xử lý chưa được tốt, liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị em của chú mình hoàn toàn miễn phí 100% nhé. Trong video ngày hôm nay thì em mời mọi người cùng với lại em sẽ về Đà Lạt nha. Mình thay đổi không khí một tí xíu, ở bữa giờ mình đi những cái miền nóng rồi, bữa nay về Đà Lạt để cho không khí nó mát mẻ một tí xíu. Mình ghé nhà của em Hợp để mình tham quan cái mô hình hồ của mình tầm cỡ khoảng 500 lít thôi. Thì mấy bữa nay cũng có rất là nhiều anh chị dự định là qua lễ 2 tháng 9 á, mọi người sẽ xây hồ và dao động tầm cỡ khoảng 500 đến 1 khối. Và mọi người chưa biết cái thông số như thế nào. Thì ngày hôm nay ngoài việc mình ghé nhà của em Hợp, mình tham quan hồ nè, cũng như mình sẽ nhờ em Hợp giới thiệu ngay chỗ cái phần hệ thống lọc để cho anh chị mình tham khảo. Thì trong video này Nhân sẽ cho mọi người cái thông số đi đường ống để anh chị nào đang chuẩn bị xây hồ mới thì mọi người có thể là tham khảo từ cái mô hình hồ nè, cái cách đi đường ống cũng như là ngay chỗ cái phần hệ thống lọc hồ của em Hợp nha. Bây giờ ở đây thì mình chia sẻ cái thông số hồ của em Hợp, sau đó mình sẽ nhờ em Hợp là chủ hồ sẽ chia sẻ ngay chỗ cái phần lọc á, để cho anh chị em của chú mình xem coi là trong những cái ngăn lọc đó thì em Hợp xài vật liệu gì, mình sắp như thế nào, lựa chọn máy bơm bao nhiêu, mà nước trong hồ của mình nó trong được như vậy, cá của mình khỏe mạnh dạng người được như vậy luôn anh em nhé. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á, thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Em xin giới thiệu với là mọi người, đây là không gian hồ của em Hợp nha. Bây giờ mình chia sẻ thông số hồ của em Hợp cho mọi người tham khảo, sau đó mình sẽ nhờ em Hợp chủ hồ quay lại gần ngay chỗ phần lọc á, cho mọi người xem cho nó rõ luôn nha. Thì hồ chánh này của mình ở đây á, chiều dài là 1,5m, chiều ngang của mình là 70 và mực nước trong hồ Hợp đang để gần 60 nha. Như vậy là mình tính ra chính xác hồ chánh của Hợp tầm cỡ khoảng là 600 lít nha mọi người. Nếu mà anh chị nào xác định làm những cái hồ dưới một khối nha, dao động tầm cỡ khoảng 500 đến một khối, thì mình nên đi hai hốc đáy nha. Hai hốc đáy có thể là mình đi hai hốc đáy 49 cũng được, tại vì bơm chắc chắn rồi, mình phải xài dao động tầm cỡ khoảng 7.000 cho đến 10.000 nó mới hiệu quả cao nha. Hai hốc đáy 49 cộng một hốc mặt 49, hoặc là mọi người đi hai hốc đáy 60 giống như của em Hợp, kèm theo đó là một hút mặt 34 nha. Ban đầu thì Hợp dự định sẽ đi hai hút đá 42, nhưng mà mình có góp ý cho Hợp á, suy nghĩ cho nó thật là kỹ, tại vì sau này nếu mà cá lớn em muốn tăng bơm á, rồi một cái thời gian dài khi mà đi vào vận hành á, cái đường ống của mình nó sẽ đóng rong đóng riêu nè, rồi nhiều khi cái bẩn nó kẹt trong đó nữa, cái ống nó càng ngày nó càng thu nhỏ lại, chứ không phải là nó nguyên cái ống 42 ngoài luôn nó không bị thu nhỏ lại là không đúng nha, nó sẽ bị thu hẹp lại. Nên là em cần phải suy nghĩ kỹ xem cái là nên đi đường ống bao nhiêu, để sau này nếu như một cái thời gian đi vào vận hành á, mà cá trong hồ của mình nó lớn, em tăng bơm nó sẽ bị hụt. Đó, thì sau đó Hợp quyết định làm hai hút đáy 60, một hút mặt 34. Thì nói chung là hồ của mình tầm cỡ khoảng 1,5 khối trở lại, thì mình đi hai hút đáy 60, một hút mặt 34, dẫn nước qua bên ngay chỗ ngăn lắng của mình á, là chắc chắn sẽ đủ nha. Sau này mọi người tăng bơm đồ cũng không sợ nó bị tình trạng hụt nước. Tại sao mà mình thường hay nói mọi người đi hai hút đáy 60 là trong cái thời gian vừa qua mình thấy rất là nhiều bạn khi mà xây hồ á, mọi người đi ống nhỏ quá, đến khi cá trong hồ của mình nó lớn hoặc là mọi người muốn tăng bơm nó bị hụt, rồi phải đục, rồi phải làm đường ống chữ U, nó rất là phức tạp. Nên là thay vì mình đi ống nhỏ, để sau này mình gặp những cái rắc rối thì lúc đầu khi mình làm thì mọi người cứ làm dùm cho Nhân cái đường ống nó to, có gì mình sẽ thu nhỏ bên ngay chỗ ngăn lắng, nó cực kỳ dễ dàng, không có gì khó khăn hết. Đó, thì đó là cái mình góp ý để cho anh chị em cô chú nào đang dự định trong cái thời gian sắp tới, giống như là mình xây hồ mới hoặc là cải tạo hệ thống lọc của mình á, làm hút đá hút mặt thì mình nên làm cái đường ống to để tránh cái tình trạng sau này tăng bơm nó bị hụt nước nha cả nhà. Còn về ngay chỗ phần lọc của Hợp thì mình sẽ nhờ em Hợp chủ hồ cũng chia sẻ ngay chỗ cái phần sắp xếp nè, để cho mọi người xem coi là đối với lại những cái ngăn lọc giống như của Hợp hai ngăn thì mình sẽ sắp như thế nào nha. Hồ này dài 1,5m, ngang 70, sâu 60, đi hai hút đáy 60, một hút mặt 34,
Qua ngăn lắng, hai ngăn lắng. Một ngăn em để chỗ và lưới lan. Ngăn này em để lưới lan và chim mát với đá lông vũ. Bơm lên ba cây. Trong ba cây này em sử dụng sứ thanh sứ viên đã về hồ để hai luồng. Thì đó là cái cách mà em Hợp đang làm lọc nha mọi người. Có một cái điểm sau đây mình lưu ý để cho anh chị nào khi mà chiên ăn lọc á, mình chú ý nha. Anh em thấy là ngay chỗ cái phần lọc á, Hợp chia chỉ có hai ngăn thôi. Ban đầu khi mà làm hồ này là Hợp dự định sẽ chia 3 ngăn, nhưng mà mình góp ý cho Hợp á là nên chia 2 ngăn thôi. Tại vì cái chiều ngang hồ của mình chỉ có 70. Nếu như mình chia ra 3 ngăn thì mỗi một ngăn của mình cái chiều rộng của nó dao động tầm cỡ khoảng chỉ có 20 ngoài thôi. Như vậy nó sẽ rất là nhỏ nha. Nên là mọi người nếu như mình có cái không gian diện tích á thì mình nên chia 3 ngăn hoặc là 4 ngăn. Còn nếu như cái ngăn lọc của mình nó quá nhỏ đi, cái chiều ngang tầm cỡ khoảng 70 giống như của Hợp, hai ngăn thậm chí là một ngăn cũng được, có nghĩa là nước từ ngay chỗ hồ chánh á nó qua bên ngay chỗ ngăn lắng của mình, sau đó mình sắp vào liệu lọc cho nó thật là dày, rồi cuối cùng mình sẽ để bơm lên dàn ba ki hoặc là bơm lên ngay chỗ hộp lọc giống như của Hợp cũng được. Chứ còn nếu như anh chị em cô chú mình cứ mặc định phải là 3 ngăn 4 ngăn rồi mình chia những cái ngăn lọc của mình nó quá nhỏ, thông lọc làm quá nhỏ thì nước của mình á nó bị chảy xiết, nó không có đủ cái không gian thời gian, nó không lắng được là nước của mình nó không có được sạch nha. Bởi vậy có nhiều anh chị vì sao hồ của mình 3 ngăn lọc giống như của mọi người mà nước không được trong. Nhưng mà bù lại có một số anh chị em cô chú mình chỉ có 1 ngăn hoặc là 2 ngăn giống như của Hợp thôi, nhưng mà nước rất là trong, cá của mình cực kỳ khỏe mạnh dạng người luôn. Thì ở đây mình muốn nhấn mạnh là cái gì? 3 ngăn 4 ngăn thì càng tốt, nhưng nếu như mình không có không gian diện tích thì 2 ngăn thậm chí là 1 ngăn mình vẫn xử lý nước tốt nha. Sắp cho nó thật là dày là ok nha cả nhà. Còn về phần vật liệu lọc, ví dụ như anh chị mình có cái điều kiện thì có thể là mua chổi, mình mua Gmat, còn không thì mình có thể là xài những cái loại đơn giản giống như chổi nè, lưới lan thì ở đâu anh chị em của chú mình mua cũng có hết á. Mình ra ngoài tiệm vật liệu á, mình mua 1 mét của nó tầm cỡ khoảng 10 mấy ngàn cũng có, 20 mấy ngàn cũng có đó. Mình đầu tư vào ngay chỗ cái phần hệ thống lọc bên ngay chỗ lắng của mình á, nó dao động tầm cỡ khoảng 200.000 đến 250.000 là mọi người đã có được một cái hệ thống lọc của mình xử lý nước tương đối là ok giống như của Hợp rồi. Ở nước mọi người thấy là trong hồ của Hợp khá là trong và cá của mình cực kỳ khỏe mạnh dạng người luôn, thì chứng tỏ một điều rằng cái cách mà hiện tại bây giờ em Hợp đang làm nó mang lại cái hiệu quả khá là cao nha. Vậy thì để cho nước trong hồ của mình trong như vậy, ngoài việc mình chiên ngăn lọc nè, mình sắp vật liệu lọc cho nó dày, thì còn một cái yếu tố nữa nha, đó là lựa chọn máy bơm. Bơm trong hồ thì hiện tại bây giờ ở đây Hợp đang xài máy bơm của mình là 8.000 lít trên giờ cho cái hồ chánh của mình tầm cỡ khoảng 600, rất là hợp lý nha cả nhà. Đó thì đó là những cái thông số mà mình muốn chia sẻ đến tất cả mọi người để cho anh chị nào ở nhà đang chuẩn bị xây hồ mới á, hồ dao động tầm cỡ khoảng 500 đến 1 khối rưỡi, 2 hốc đáy 60, 1 hốc mặt của mình là 34, nối qua bên ngay chỗ ngăn lắng nha. Trong ngăn lắng, ngăn lọc của mình có không gian thì 3 ngăn, 4 ngăn, không có không gian thì 2 ngăn, 1 ngăn cũng được nha cả nhà. Vật liệu lọc thì cái nào cũng được, chổi Gmat càng tốt, còn không thì chổi lưới lan hoặc là lưới mùn trái gì cũng được nha cả nhà, nhưng mà cố gắng sắp cho nó dày. Và cái phần cuối cùng đó là lựa chọn bơm cho nó phù hợp với lại hồ của mình. Hồ của mình 600 thì bơm 8.000 hoặc là 10.000 sẽ rất là ok nha. Thì anh chị nào đang chuẩn bị làm hồ có thể là tham khảo nha. Ngày hôm nay thì mình cùng với lại Hợp đã giới thiệu với lại mọi người một cái mô hình hồ của mình tầm cỡ khoảng 600 lít. Hệ thống lọc của mình 2 ngăn xử lý nước rất là tốt nha. Thì mong rằng video này của mình với lại Hợp á, sẽ giúp ích được nhiều cho anh chị em của chúng mình đang chuẩn bị cải tạo hồ hoặc là xây hồ mới nha. Mình xin phép kết thúc video tại đây. Cũng đại diện cho bên kênh đó Hợp, anh cảm ơn rất là nhiều đã chia sẻ hồ hệ thống lọc lên kênh cho mọi người tham khảo. Đại diện cho mọi người thì anh chúc chị em và gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe. Anh chúc cho công việc của em làm ăn ngày càng tiến triển, phát đạt và thành công nhiều hơn nữa nha. Mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là Hợp chia sẻ nó hữu ích thì hãy cho hai anh em mình một lượt like, đăng ký kênh ủng hộ mình để có tinh thần làm thêm những video kế tiếp nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient.